Bạn ơi, thật là khó chịu đúng không? Không hiểu vì sao mạng hôm nay không ủng hộ mình ý. Kỳ thật. Thôi, mạng không ủng hộ thì các bạn ủng hộ nha, bởi vì là toàn chia sẻ những kiến thức hay mà Hana học mấy hôm vừa rồi. Nói chung học thì đấy là biết, nhưng vấn đề là mình phải áp dụng như thế nào. Những cái Hana chia sẻ với các bạn ở đây thì các bạn có thể nghe thì hay đấy. Ừ, cũng biết thêm được nhiều thứ, mình cũng được bật tinh 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 bóng đèn lên. Nhưng vấn đề là các bạn có áp dụng hay không thì đấy là một cái điều cần bàn, đúng không nào? Có những người biết rất là nhiều nhưng đến khi áp dụng thì chỉ có tí 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 thôi, biết 100 nhưng làm chỉ được có một thôi thì nó cũng rất là lãng phí đi. Ok, rồi bây giờ chia sẻ lại nhá. Hana chia sẻ xong cái lý thuyết 7 30 à quên 7 3 và 90. Và các bạn có câu hỏi gì Hana có thể trả lời và chúng ta làm đến 11 giờ 15 thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ say goodbye để các bạn đi ngủ, go to bed. Nhưng và đến buổi mai khi mà Hana đi dạy về sớm hơn thì chúng ta có thể livestream và lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo, ok? Và Hana sẽ chia sẻ với các bạn nhiều thứ hơn. Và chuẩn bị ngày mai đi, Hana sẽ chỉ cho các bạn một cái mà các bạn chưa bao giờ các bạn biết tới và nghĩ điều đó thật là vô lý nhưng hiện tại lại có đang rất là nhiều người làm cái đó. Chuẩn bị ngày mai với một điện thoại smartphone có 3G hoặc là có thể có wifi, ok? Thì buổi ngày mai đón chờ nhá, đón chờ buổi ngày mai. Còn bây giờ quay trở lại với lại 3, 7 và 90, rất xin lỗi các bạn là bị gián đoạn. Tuy nhiên nãy cũng có một số bạn mới theo dõi được nửa chừng thôi thì mình sẽ nhắc lại. Và có một số bạn comment là 3 là biết, 3% là biết, nhưng 3% không phải là biết. 3% là những thứ mà chúng ta hiện tại chúng ta đang làm. Và người ta thường nói là làm theo một cách cũ ấy. Nếu như bạn muốn có một kết quả mới nhưng lại vẫn cứ làm theo một cách cũ thì đó là một điều điên rồ, đúng không nào? Đó. Cô ơi vào đâu để chị xem bình luận của các bạn ta? À đây rồi. Không, không, không đúng. Đây là ok. Chết rồi. Vào đâu để một lát nữa còn xem bình luận của các bạn đây. Làm nào bây giờ? Vào đâu để xem bình luận của các bạn để lát nữa trả lời các bạn cái. Thì 3% nhé, các bạn nhớ 3% đó chính là những gì chúng ta đang làm, những gì hàng ngày chúng ta làm. Tất nhiên là bỏ những cái việc như ăn cơm và uống nước hay là nọ kia nhé. Đấy. Còn 7%, 7% là những gì mà chúng ta biết. Chúng ta chỉ biết thôi chứ chúng ta không làm. Đấy, thế nên chúng ta thấy rất là nhiều người lý thuyết suông, đúng không? Thì đấy là cái kiểu 7%. Còn lại tận 90%, các bạn tưởng tượng được không? Tận 90% đó là những thứ mà chúng ta không hề biết rằng là à nó tồn tại ở thế giới ngoài kia. Và đến khi người ta nói cho chúng ta biết thì hầu hết là chúng ta không tin rằng nó tồn tại. Thế nên chúng ta nói rằng là à người ta nói xạo. Trời, sao nó vẫn cứ bị đơ à các bạn? Không bị đơ đúng không? Đấy, thì người ta sẽ nghĩ là bạn nói xạo. Và tiếp nữa, đó là 90% đấy, giống như là Hana đã chia sẻ ở trong cái status trước, đó là thậm chí có những cái 90% đó là những cái thứ mà nếu như bạn 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 làm, nếu như bạn 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 chuyển từ cái 90% đó, tức là bạn thu hẹp cái miếng 90% đó lại, chỉ còn 80% những gì chúng ta biết, 70% những gì 80% những gì chúng ta chưa biết, 70% những gì chúng ta biết và đưa nó về cái biết, đúng không? Và đưa nó về cái biết là 7% để tăng cái 7% kia lên. Và từ cái 7% đấy chúng ta biết rồi thì chúng ta đưa nó về cái làm thì cuộc đời của chúng ta sẽ khác, khác đi rất là nhiều. Và thậm chí là những cái thứ mà chúng ta chưa biết nhưng chúng ta luôn luôn gọi là give it a try. Đấy, tức là chúng ta thử, hãy thử đi. Nếu như người khác làm và thấy có kết quả và chúng ta cũng thử, đúng không nào? Chẳng lẽ người ta làm có kết quả trong khi đó mình chưa làm, mình đã nói là người ta nói xạo rồi, đúng không? Thì cứ give it a try, tức là cứ thử đi.
Rồi sau đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là à cái đó nó đúng hay là không đúng. Thì đấy, người thành công đó là người luôn luôn gọi là try more things. Tức là luôn luôn thử nhiều thứ, nhiều thứ. Cứ thử, 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 thử. Thì đấy là công thức của cái việc là thành công. Đấy. Thì các bạn nhớ là thấy một cái gì đó hay thì ngay lập tức tìm hiểu. Và có một cái phương pháp như thế này. Khi mà mình dạy các bạn ấy, khi mà Hana dạy các bạn ấy, thì một điều rất là buồn cười, một số bạn chẳng thấy ghi chép gì. Thực sự, một số bạn không thấy ghi chép gì, xong cứ tin là à cái đầu của mình nó có thể ghi nhớ được hết và à cái ý này mình hiểu rồi. Nhưng đấy là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Vì lúc ấy bạn đang tự tự hạn chế cái khả năng sáng tạo của mình. Và khi mà các bạn ghi chép ấy thì chúng ta vẫn thường có một cái câu đó là một nét bút chì hơn một trí nhớ tốt, đúng không? Thứ nhất là khi mà bạn quên đi rồi thì bạn muốn lật lại, bạn muốn xem lại, bạn vẫn có thể lấy lại được. Nhưng nếu như chúng ta không ghi chép thì chúng ta sẽ không thể nhớ được cái gì. Đến khi chúng ta không nhớ cái gì thì chúng ta không thể lấy lại được kiến thức, đúng không nào? Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai gắn với lại cái việc mà mình đang chia sẻ bây giờ ấy, khi mà các bạn ghi chép xuống ấy, khi mà các bạn ghi chép xuống thì tự nhiên các bạn sẽ đưa ra được rất là nhiều ý tưởng, đưa ra được rất là nhiều ý tưởng, bởi vì cái tay của mình kết nối với lại cái dây thần kinh não bộ của mình và tự nhiên bạn sẽ có rất là nhiều những ý tưởng. Đôi khi mình bí ý tưởng vô cùng và mình cứ suy nghĩ, hay là cứ suy nghĩ ở trong đầu thôi, và càng suy nghĩ trong đầu thì lại càng tắc. Nhưng dù tắc bao nhiêu, khi mà đặt bút xuống viết, cứ viết đi, viết đi, viết đi. Ban đầu mình nghĩ là mình chỉ viết được một câu thôi, chắc là đặt bút xuống viết được một câu thôi. Ai dạy đặt bút xuống thì viết được rất 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 nhiều câu. Và không phải là những cái mà người ta chia sẻ cho mình viết xuống nữa, mà mình đặt bút xuống, mình viết cả ý tưởng của mình ra. Đáng lẽ là người ta chỉ ghi được một trang thôi, Hana ghi được hẳn 4 trang luôn. Đấy, vì sao Hana ghi được hẳn 4 trang? Thứ nhất là ghi lại những cái gì mà người ta nói. Thứ hai là ghi lại những cái mà mình hiểu để triển khai cái đó ra. Và thứ ba nữa là ghi thêm ý tưởng. Các bạn thấy không? Đó là cái cách học. Đấy, học. Cái thứ hai nữa đó là các bạn phải học bằng keyword. Thì các bạn phải bắt buộc phải học bằng keyword. Thì đến khi mà thì các bạn mới có thể thu hẹp được cái miếng bánh 90% các bạn chưa biết. Nhiều bạn đó là nghe thì nghe, không hiểu thì thôi, không hiểu là thôi không cần nghe nữa, thôi chẳng hiểu. Hana thì phải nói rằng là đôi khi rất là tham, cái gì cũng muốn biết. Thế nên bạn của Hana nói là trời ơi, thôi anh không nói chuyện với em nữa đâu, em cứ hơn một tí là đang nói chuyện vui thì lại bắt bắt cứ phải nói về những cái thứ đó. Đấy. Hay là khi mà đi nói chuyện với anh bạn thân của Hana, người anh chẳng hạn, thì anh hay nói idioms lắm. Và cứ mỗi khi anh nói idioms thì mình ngắt lại. Idioms là thành ngữ. Thì mình ngắt lại là cái đó là cái gì, cái đó là cái gì. Anh nói thôi thôi anh sai rồi, anh sai rồi, anh không sử dụng nữa, không dùng nữa. Đó, vì rất là ham, ham học, cái gì không hiểu là hỏi ngay. Có những thứ trên trời dưới biển. Đó. Thì đấy là một cái cách rất là tuyệt vời, keywords để các bạn thu hẹp lại miếng bánh 90%. Và cái gì mà Hana nghe thấy mà không hiểu ấy thì Hana sẽ ghi chép hết xuống. Và có cái từ khóa nào ấy, ví dụ người ta nói một cái từ khóa TA hay là CE hay là CTA hay là OPM hay là OPN hay là OPP gì gì đó thì Hana sẽ không hiểu cái đó, phải ghi nhanh xuống xong sau đó là khoanh tròn và bằng bút đỏ và sau đó về và search ở trên 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 Google á, và mình bắt đầu mình tìm hiểu về cái đó. Đó. Thế nên Hana đã có thể hạn chế được cái miếng 90% xuống còn ít hơn 90%. Đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không? Thế nên các bạn cũng sẽ phải học theo như vậy nhá. Nhớ là học bằng keywords và luôn luôn phải ở trong trạng thái gọi là eager to learn, tức là phải luôn luôn gọi là ham học. Ok. Rồi. Thì đấy là 90, 7 và 30. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì không? Nếu các bạn có câu hỏi gì thì Anna sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Còn nếu như các bạn không có câu hỏi gì thì ok, chúng ta có thể dừng tại đây và đi ngủ. Buổi ngày mai thì sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ sớm hơn, chắc là khoảng 10 giờ gì đó. Thì chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều hơn bởi vì Anna học có nhiều kiến thức lắm. Và tất nhiên phải biến nó thành hành động nữa.
Thế sao thầy có câu hỏi gì vậy? Liệu mạng có bị đơ không vậy các bạn? Bạn Sơn Thuận đấy, bạn có họ bạn có nói rằng là 7% biết là phải lấy vợ nhưng vẫn để đấy. Cái này hay này, like đấy. Và cũng 7% biết là lấy chồng nhưng cứ để đấy, 90% là những thứ chưa biết. Ok, bạn Sơn Thuận muốn nộp hồ sơ ứng tuyển. Trời ơi, đã nói là đây chúng ta bàn về cái status trước 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 nữa chứ không phải là bàn về status mà mới trưa nay mình post nha. Còn nếu như mà ai đó mà muốn nộp hồ sơ ứng tuyển thì ok, đảm bảo hai tiêu chuẩn, thứ nhất là rốn lồi, thứ hai là mắt lé. Đảm bảo hai tiêu chuẩn đấy thì qua được vòng sơ tuyển, sau đó chúng ta tính tiếp những cái tiêu chí khác của hồ sơ. Ok, thì các bạn cứ chụp ảnh đây cho mình, nếu như mà đảm bảo hai tiêu chí đấy thì chúng ta bước vào vòng tiếp theo. Ok. Phần quý tử nhà nông đang ôn thi, cô lại 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 phát lại phải xem. Trời ơi, không thể bỏ qua vì nó quá hay. Bạn Hoàng Dũng, teacher, you live stream so late, my bed is calling me. Okay, if your bed is calling you, so just go ahead. Nếu như mà bạn muốn đi ngủ rồi thì cứ đi đi. Trời ơi, hay là sức quyến rũ của mình ghê quá, phải ở lại rồi. Làm thế nào để có thể xem được nhiều nhiều cái comment khác của các bạn ta? Không sợ bỏ qua rồi mai ai thù chết. Mạng cứ bị giật giật, xoáy tròn đều. Rồi, thôi chúng ta chỉ còn 13 phút, à quên, chỉ cần 3 phút nữa thôi nhá, nếu như ai không hỏi gì. Trời ơi, vừa mới nói là eager to learn rồi, phải ham học, thế mà chẳng ai hỏi gì, buồn ghê. Thôi không ai hỏi gì thì tổng kết lại nha, chúng ta tổng kết lại một tí. Nhớ nhá, như vậy là 3% là những gì chúng ta đang làm, 7% là những gì chúng ta biết nhưng mà chúng ta không làm, và còn lại là 90%, tận 90% liền là những gì chúng ta không biết ở ngoài kia, những cái gì mà nó đang diễn ra ngoài kia và chúng ta không hề biết tới sự tồn tại của nó. Và đến khi chúng ta thấy nó và chúng ta nghĩ rằng là trời ơi, người này nói là xạo, người kia nói xạo và chúng ta không tin vào điều đó xảy ra, thì đấy là 90%. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể giảm được cái miếng bánh 90% đấy, làm cho nó bé hơn và bé nhất có thể, để chúng ta, tất nhiên là 90% nhiều thứ lắm đúng không, và để chúng ta có thể tăng được cái 7% biết, và từ 7% biết chúng ta chuyển dịch về phía 3% làm đó. Thì cứ làm như thế mỗi hôm tí, mỗi hôm tí, chắc chắn là chúng ta sẽ là một con người gọi là giống như kiểu Wikipedia, biết rất là nhiều nhưng mà vẫn phải là làm nữa đấy. Thì chúng ta sẽ thành công hơn đúng không. Và tiếp theo để biết được điều đó thì ngày mai mình sẽ chỉ cho các bạn một điều. Ngày mai mình sẽ kéo hẹp lại cái 90% của các bạn một tí. Đấy, ngày mai mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mà nó vẫn tồn tại ở ngoài kia, người ta vẫn đang làm mà mình không hề biết. Đấy, một cái điều vô lý vô cùng luôn. Đấy, thì ngày mai các bạn chuẩn bị điện thoại, smartphone và kết nối 3G hoặc là wifi để ngày mai chúng ta cùng chơi trò này. Ok, đồng ý không? Nếu đồng ý thì ok đi các bạn. Ok một cái. Nãy giờ chia sẻ nhiều chẳng thấy ok gì. Thôi đừng thả, thả tim cũng được nhưng mà thêm cái ok nữa đi cho nó sinh động ra. Bạn Đăng Đăng, em hiểu ý cô là thử nhiều nhưng mình nên chuyên tâm vào mục tiêu, định hướng chính và các việc việc thử đó thì xoay quanh mục tiêu cô nhỉ. Cái này thử nhiều nhưng mình nên chuyên tâm vào.
Đúng rồi, khi mà các bạn có một mục tiêu, nhưng các bạn nhớ nhé, cái mà bạn đang đang nói rất là hay. Đôi khi các bạn có một mục tiêu nào đó, đúng không? Các bạn có một mục tiêu nào đó và trước giờ các bạn có một mục tiêu A chẳng hạn, một mục tiêu A và trước giờ các bạn chỉ làm theo một cái cách cũ, những cái cách mà các bạn đã biết để làm theo cái mục tiêu A đấy. Còn đương nhiên là mục tiêu chúng ta phải tập trung vào mục tiêu đấy rồi, nhưng chúng ta có rất là nhiều cách để thực hiện cái mục tiêu đấy. Nhưng trước giờ chúng ta lại chỉ làm một cách mà chúng ta đã biết và chúng ta đã được kiểm chứng thông qua sự trải nghiệm của chúng ta. Đó, và chúng ta lấy cái cách đấy để chúng ta làm cái cách A đấy, à để hoàn thành cái mục tiêu A đấy. Và đương nhiên là nó sẽ vất vả hơn, khổ hơn và thậm chí là đôi khi cũng sẽ không thành công nữa. Cô kiểm chứng bản thân cô rất là nhiều rồi. Đấy, thì rõ ràng là có rất là nhiều cách, thì có những cái cách mà có thể làm cho chúng ta hoàn thành cái việc A đấy, mục tiêu A đấy dễ dàng hơn. Nhưng những cách đấy nó lại nằm ở trong cái 90% mà chúng ta chưa biết. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải là go out there, tức là đi ra ngoài đấy, và learn from everyone, học từ mọi người đấy. Always learn something new, chúng ta luôn luôn phải học những thứ mới để chúng ta tinh, chúng ta tức là chúng ta bật nhiều bóng đèn hơn để chúng ta update những cái cách để chúng ta có thể hoàn thành cái mục tiêu A dễ dàng hơn và thậm chí là tuyệt vời hơn đấy. Thì chứ còn cái mà bạn đang nói thì đương nhiên là mục tiêu của chúng ta thì chúng ta vẫn phải luôn luôn tập trung rồi, nhưng có nhiều cách để thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta nói rồi, đó là có nhiều con đường nào cũng sẽ dẫn tới thành công, cứ đi là sẽ đến, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ phải chọn con đường gần nhất và ít ổ gà nhất. Ok, thôi 11 giờ 16 phút rồi. Chúng ta chia sẻ đến đây thôi nhá. Nếu như các bạn không còn câu hỏi gì thì chúng ta sẽ đi ngủ. Ok. Còn Hana cũng sẽ đi ăn đêm. Đói rồi. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Và đừng quên ngày mai live stream lúc 10 giờ và nhớ cần một smartphone kết nối với 3G, 3G hoặc là Wi-Fi. Và buổi ngày mai Hana sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, ok, nhiều hơn, vì ngày mai live stream chúng ta sẽ live stream sớm. Ok, just say good night to me everyone. So if you are still there, so just say good night to me. Nếu như các bạn vẫn còn ở đó thì chúc nhau ngủ ngon đi các bạn. Chúc nhau ngủ ngon đây. Ok, thế nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Sleep tight. Chúc ngủ ngon.